Xin chào các bạn, mình là bác sĩ thú y của Bệnh viện Thú y Kinh Bắc Từ Sơn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về cách hướng dẫn cho cún đi vệ sinh đúng chỗ. Thông thường các chú cún con thì rất là hiếu động. Khi mới đón về thì sẽ thường đi vệ sinh khắp nhà, kể cả đi nhẹ và đi nặng, làm ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của gia đình chủ vật nuôi. Để giải quyết vấn đề này thì mình chia sẻ với các bạn một số cách như sau. Với những dòng chó nhỏ như là Nhị Túc Đồ, Fox Sóc, Fox Hill hoặc là Nhật Lai Bắc Kinh, khi nuôi trong nhà thì chúng ta nên cho đi vệ sinh ở trong khay vệ sinh hoặc là chuồng, kết hợp với lại mình dùng xịt vệ sinh đúng chỗ. Đây là cái dung dịch xịt vệ sinh đúng chỗ. Còn khay vệ sinh thì thường hiện tại là đang sử dụng hai loại khay vệ sinh cho chó, đấy là khay vệ sinh thành thấp như thế này, nó sẽ có cái khay để đựng nước tiểu bên dưới và cái đây gọi là cái tường để cho chó lách vào đi vệ sinh. Còn loại thứ hai là khay vệ sinh thành cao, cái này thì có ưu điểm đấy là khi đi tiểu thì không bị bắn ra ngoài, nhưng giá thành của nó thì cao hơn cái khay vệ sinh thành thấp một chút. Các bước tiến hành đấy là khi mà mình bắt đầu đón chó về thì mình phải quan sát cái thói quen của con cún. Nếu mà mình thấy cún đi loanh quanh một chỗ này, hoặc là chuẩn bị ghét chân vào tường, vào chân ghế này, hoặc là cứ dê mông một xung quanh một chỗ, thì mình nên bê ngay cún vào khay vệ sinh, sau đấy mình xịt cái dung dịch vệ sinh tại chỗ này, xịt ra để nó có tạo mùi, để kích thích cái con cún đi vệ sinh. Chúng ta làm liên tục như thế vào các lần đi vệ sinh tiếp theo trong 2 đến 3 ngày liên tục để hình thành cái phản xạ có điều kiện cho cún. Những cái lần sau cái thời gian 2-3 ngày đấy thì cún nó sẽ hiểu là cái nơi nào là chúng được đi vệ sinh, chó nó sẽ có cái phản xạ có điều kiện do con người tạo ra. Với cách này thì chủ cún sẽ phải hết sức là kiên trì. Chúng ta chỉ mất khoảng tầm 2 đến 3 ngày đầu thôi. Sau đấy là đa phần phải đến 70-80% những con cún mà đã được mình hướng dẫn theo cách này đi vệ sinh đúng chỗ như mong muốn của chủ vật nuôi. Còn trường hợp thứ hai là với những bạn mà không có khay vệ sinh hoặc là không mua được xịt vệ sinh đúng chỗ thì mình có thể sử dụng là giấy ăn hoặc rẻ, sau đấy thấm phần nước tiểu và phần phân của bạn cún nhà mình đi ra, sau để vào cái chỗ mà bạn muốn cho cún đi vệ sinh, rồi làm lại các bước như là ở cái phần mình vừa giới thiệu ở trên để tạo thành cái phản xạ cho con cún, cũng liên tục 2 đến 3 ngày thì sẽ có hiệu quả. Nhưng mà cái hiệu quả của nó thì sẽ không cao được như là dùng cái xịt hướng mùi. Còn đối với những cái trường hợp mà chó dòng chó lớn như là Alaska hoặc là Bét Bỉ, Bét Dê hoặc là Pitbull thì bạn thường cho đi vệ sinh ở bên ngoài gốc cây hoặc là ngoài đường, thì mình nên là cho vệ sinh theo giờ, tức là một là sau khi ăn hoặc vào buổi sáng sớm hoặc vào buổi chiều tối, thì con vật nó sẽ hình thành được cái thói quen để đi vệ sinh đúng chỗ. Trên đây là một số chia sẻ của mình, hy vọng nó sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn trong việc hướng dẫn các chú cún xinh đẹp thông minh của mình. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.